Đây anh hai về tới là hai khui đồ chơi liền nè. Khui đồ chơi cắt này ra, cắt này ra. Cắt không được. Cắt không được, cắt mạnh lên, mạnh tay lên. Dưới nữa. Cắt dưới rồi cắt đi. Ừ, cắt. Không được. Chọt vô, lấy cái kéo chọt vô đây, chọt vô đây. Chọt vô đây. Mạnh lên. Mạnh. Mạnh lên, chọt nó lủng qua đây luôn. Ừ, mạnh lên. Nữa. Mạnh. Không được đâu. Rồi. Khui mấy này ra đi. Kéo này bên này lục. Đâu anh hai sao đâu. Quay qua đây, quay qua đây. Này. Quay qua đây. Này. Rồi. Ồ quá trời màu luôn nè. Yellow, màu green, màu diệp lum la nè, có mấy con ba sò dễ thương à. Có hình mấy na sò nè. Đó bắt đầu. Con này mình chỉ cho con làm gì nè. Con này màu gì? Con này màu yellow hả? Em màu gì? Màu yellow đi. Nè. Đây, để đây. Cái này nó chỉ mà chơi sao. Ok. Ok. Giờ nặng cái này, xé cái này. Xé cái này, bỏ lên đây. Bỏ lên đây. 7 đồng mấy nha. Hồi nãy hình như 7 đồng 99 là 8 đồng á hay gì. Cái này của con là 8 đồng á. 8 đô la. 8 đô la gồm có là 4 hũ mà. 4 cục sáp, 4 cục đất sét. 4 cục đất sét này. Với 1 2 4 à. 4 5. 5 con dinosaur. Một cái núi lửa với một cái cán. Rồi cái này thì cái đồ cắt. Cái đồ cắt để tạo hình. Tạo hình mấy cái cây rồi nè. Cái con này nè. Đó, anh hai giỏi chưa? Quá trời giỏi. Làm sao? Làm sao? Bóp từng ngón thôi. Lấy cái ngón tay ừ đó, nặn vô. Đây mày chỉ cho. Nè, mày chỉ cho làm. Nè, con lấy cái tay gì nè, nhìn nè. Đẩy vô, xí. Nè, rồi nhìn nè. Đẩy vô, đó rồi lấy cái ngón tay làm coi. Ngón tay cái đâu? Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Thấy nó thiếu không? Thấy nó thiếu mấy cái lỗ này không? Đẩy vô. Đè nó vô. Đúng rồi, giỏi. Cả nhà ơi, ngày hôm nay em chiếm lợi phẩm được nhiêu đây? Mấy món nè, quá trời lợn bụng luôn ha. Mứt tầm ruột ha, bò bía ha. Ủa lộn, bánh bía ha. Bánh đậu xanh, sầu riêng ha. Oxy ha. Món ăn giặt tuổi thơ của em nè. Đó, bánh oxy. Bánh oxy, rồi bánh này là bánh cũng là dạng. Hồi xưa mình gọi là oxy là chung á mọi người. Giống vậy nè, mà hàng này hàng của Thái Lan, còn hàng này hàng của hãng oxy làm. Còn đây là hạt bí ha, hạt bí rang ha, rồi bánh mochi ha. Hồi nãy thì mình ghé trong rốt cái mình có thấy cái bịch này, nó còn đúng 2 bịch, mình lấy 1 bịch 8 đồng không người, 7 đồng 99 thì coi như là 8 đồng đi, thế nữa là 8 đồng, 8 đồng bịch này. Thì mấy hôm nay đang rất là hot cái bánh mochi ở trong Costco, nhưng mà ngày hôm nay thì mình thấy ở trong rốt nó cũng bắt đầu nó cập nhật, nó bán rồi nha. Trong rốt thì nó bán là mochi đường đen. Đó, đường đen nè. Đường nâu chứ lộn, rau là nâu, bánh mochi đường nâu, chân trâu hạt lựu nè, có chân trâu trong đây nè, dạng ăn giống như là uống trà sữa chân trâu đường đen nhé, kiểu gì đó, đó, đó. Quá hấp dẫn mọi người ha. Cái bịch ở trong Costco thì nó bự hơn, tới 10 mấy đồng lận, mà nó có nhiều vị, còn cái bịch này thì chỉ có chân trâu đường đen thôi. Mà hôm bữa bịch trong Costco là mình đã từng mua ăn rồi thì mình thấy nó cũng thường thôi à. Cho nên ngày hôm nay mình thấy cái loại mới này nè. Thấy loại mới này á, và nhất là ai mà đam mê trà sữa thì các bạn sẽ rất là thích cái hương vị này. Mà mình cũng vậy luôn, cho nên mình mới mua nè. Boba Mochi Mocha. Đó, dữ dằn chưa đó, lát review cho mọi người coi ha. Ngày hôm nay có mua được mấy bắp cải thìa để làm cải chua đó. Bây giờ mình làm cái này xong để ba coi chừng con bé Emily, xong rồi mình sẽ nấu nồi nước, mình trụng cái đó, trụng nó, bắt đầu mình làm
bắt đầu đồ chua ăn được rồi. Giờ còn khoảng mười mấy ngày nữa là tới Tết rồi. Giờ tranh thủ làm được rồi. Làm là 3 ngày sau ăn được rồi mọi người. Bây giờ mình đang hầm cái xương giò heo. Thì hầm để bắt đầu mơi nấu hủ tiếu ăn. Nấu xương nấu hủ tiếu giò heo ăn. Đây mọi người ơi, mình sẽ cho mọi người xem cái bịch này mochi. Boba mochi mochi. Đó, ghê chưa? Brown sugar. Trời ơi, ai mà là thánh đồ của trà sữa trân châu thì nhanh nhanh chân đi ra rót nha các bạn. Cái này bán ở trong rót á. Tại vì hồi nãy mình ghé mình mua cho Henry cái bộ đồ chơi đó đó. Xong cái lúc mình ra tính tiền thì mình thấy cái này quá đã. Hút một bịch liền 8 đồng. Trong Costco thì nó bán bịch bự hơn. Bịch bự hơn mà cái bịch đó thì tới mười mấy đồng, chắc 15 16 đồng gì đó mình nhớ là vậy. Không biết nhớ chính xác hay không mọi người, tại vì lần trước mình ăn cũng khá là lâu rồi. Cái mình thấy cái này 7 đồng, ok. Hương vị mới, làm thử liền luôn mọi người. Nè, mua một bịch nè, về ăn. Đây. Nó tròn tròn bằng hai ngón tay, cỡ hai ngón tay ha. Để mình ăn thử nha. Cái mùi rất là thơm, cái mùi đường đen nha, trân châu đường đen á. Nếu ai uống trà sữa mà củ công cha á, mùi nó y vậy luôn á. Tại vì các bạn uống ở đâu mình không biết, nhưng mà củ công cha là cái mùi nó đậm đà đường đen như thế này nè. Rất là thơm luôn. Khi mà khui cái bịch này ra là cái mùi nó thơm, cái mùi thơm dễ sợ luôn. Mà cái bánh á, dẻo dẻo, phía trong nó có một miếng kem, nó không có gõ lắm nhưng mà nó dẻo dẻo. Nếu như các bạn biết á, ở Việt Nam á có kẹo bắp á, cái kẹo bắp ở Việt Nam á ăn giống vậy á, cái vị dẻo dẻo giống vậy, nhưng mà cái mùi rồi, mùi trân châu đường đen nè, cái mùi là một trân châu đường đen nha, ăn rất là gõ vị nha, chứ không phải là lợ lợ đâu nha. Giòn giòn, dẻo dẻo nè. Ở trong Costco thì cái loại đó các bạn có thể xé, nó dẹp, nó dai lắm. Còn loại này thì nó giòn hơn. Nếu ai ăn thích giòn thì ăn loại này. Mà cái loại dai thì ăn dễ bị dính răng. Cái loại trong Costco mình ăn rồi. Hôm nay thấy cái loại này có vị mới, trong Costco thì chưa có vị này. Nhưng mà loại này vị mới. Nếu như ai mà Tết này mà không thích ăn bánh mứt, giống như mình đó, mình không thích ăn mứt kẹo, mứt là chỉ có ngoại lệ là có chùm ruột thì mình ăn thôi, còn tất cả các loại mứt mình ăn chứ mình không thích, nhưng mà có mứt chùm ruột này mình ăn mình thích thôi, chứ còn không có mứt nào mình thích hết trơn, tại vì nó ngọt quá mọi người. Mà cơ địa của mình là cơ địa nóng, mà mình ăn mấy cái đồ mà ngọt nhiều quá là mình chạy máu cam. Ví dụ như người ta uống trà xanh á, nó mát nhưng mà mình uống lại nóng đó, thì những người cơ địa giống như mình á, hạn chế ăn bánh mứt vào những ngày Tết để không có bị nhiệt bị nóng á. Mua bánh dẻo thế này nè, về ăn là gọi là cái gì cái ta, số 1 luôn, một cái giải pháp tuyệt vời cho những người mà nóng một người giống như em, ăn này cho đỡ nóng, chứ còn ăn kia rồi xong là tắt tiếng luôn, ăn xong cái tết là tắt tiếng luôn, khỏi nói chuyện luôn ha. Rồi cả nhà nhanh tay nhanh chân nha. Mọi người biết cái hàng này cái gì không? Đây, cái bánh này ai mà nhìn thấy là tôi đảm bảo là mấy người hệ 9x cỡ tôi, 9x 8x rồi đó, đó là mê cái này lắm. Hồi đó là lúc mà tôi còn nhỏ là tôi xin tiền mẹ tôi mua mấy cái này nè. Ngày á nghèo mà làm đâu có nhiều tiền đâu, xin được có 500 đồng, chứ không phải 500 ngàn đâu mọi người, 500 đồng. Mà hồi đó mình nhớ là 200 là mua được kẹo rồi nha, 200 là mua được cái kẹo serum nhỏ nhỏ vậy nè. Là bắt đầu hả, ở trên đó nó có cái hình đó, nó có cái hình mà để mình dán lên, cái bắt đầu mình đập nước vậy nè, đập nước vậy, lát cái ra hình xong á là 200 đồng mua được cục kẹo đó rồi. Mà cái bịch siro cái bịch bánh oxy này á, đây tên nó đây, bánh oxy này nó là phải 500 đồng mới được cái bịch bánh này nha. Mà hai cái thương hiệu này y chang nhau luôn, giống như cái tuổi thơ của tôi vậy đó. Hồi đó là cái bánh nó bơ lớn này, cái bịch nó cỡ bơ lớn này, cỡ này đó, cái bịch nó cỡ này à, chút xíu vậy thôi à, 500 đồng
nói chung mình ăn trong đó nếu như đếm khoảng mười mấy cây là hết rồi đó, là giỏi á nha, ngoan giỏi thì mới trao tiền đi mua cái bịch bánh thế này ăn. Mà hồi đó ăn hả mê lắm, mê bánh này lắm, ăn hả ăn xong liếm nè mất về vét chừng nào mà trong bịch không còn một miếng gì luôn á thì mới chịu giục cái bọc nữa nha. Ra hôm nay kiếm được hai bịch, cái loại này thì mình thấy hoài à, nhưng mà cái loại này ngày hôm nay lần đầu thấy nha, trong chợ LA thì mỗi khi thì thấy oxy này thì nhiều, cái hãng này thì nhiều, nhưng mà cái loại này thì ít nha. Cái bữa nay thấy loại này mùi trời ơi, ăn đúng là cái hương vị mà tôi thích hồi nhỏ luôn á. Ta nói hồi đó mà tôi còn phải ăn cay nữa rồi, cái loại thứ này nè mà có hình cái ớt ở chỗ này nè, ăn hít hà đã lắm. Mình do ngày hôm nay mua để ăn nhớ thôi, với thứ hai nữa là mua cho Henry nó ăn nữa, cho nên không có dám mua cay. Mua cay rồi Henry nó ăn không được, tội nghiệp đó. Mà ăn rồi trời ơi đúng rồi, tuổi thơ ùa về luôn mọi người. Ngon. Cái oxy này á thì nó lạc hơn, còn cái thằng này á nó đậm đà hơn. Ai mà có sở thích giống tôi thì ghé bên chợ LA á. Hôm nay là chợ LA nó bán nha, mà tôi thấy còn có mấy bịch à, nếu như nhanh tay thì còn, mà chậm tay là hết nè mọi người. À, quá đã quá đã, phải phải quá phải. Hôm nay Henry lớn rồi, đi chợ rồi giúp mẹ đẩy em rồi được rồi. Mấy cô chú gặp trong chợ khen quá trời, khen good boy rồi, ai cũng khen giỏi. Cái lãi hồi nó mệt đó, cái nó nói nó mỏi tay quá à. Nó nói hồi mà em mỏi tay, hồi nãy con nói cái gì quên à. Nãy nói sao nên con đi nữa. Nó Henry đẩy nhiều quá rồi, nhớ rồi, Henry đẩy nhiều quá đúng rồi. Nó không muốn đẩy nữa, cái nó nói là Henry đẩy nhiều quá. Cái em mua dinosaur, mua cái đồ chơi cho ảnh xong cái đầu cái ảnh khoái cái đầu đó, bắt đầu nó có năng lượng đẩy em rồi. Chứ còn lúc đầu mệt, mỏi tay quá, đẩy nhiều quá. Hả con? Ê, có đứa ngậm tay, ngậm tay, quýnh cái miệng này ở đó, ngậm tay. Ngậm tay hả, ngậm cái tay hả, tôi quýnh luôn ở đó mà ngậm tay. Ngậm cái tay hả, ý. Nè, ngậm tay mẹ nè, ngậm tay. Đó. Đâu. Ây chà, ây chà. Hi, hi, chú. Đây nè, hôm nay nè. Hay chà. Bữa nay nắm tay chắc nha mọi người. Ý. Đó. Đó bóc được rồi đó. Đó bóc rồi. Ý. Cạp. Đưa tay vô cạp. Không có chuyện đó đâu. Không có chuyện đó đâu bạn ơi. Không có chuyện đó đâu. Không có chuyện đó đâu. Ảnh chứ. Ảnh chứ. Nắm á, nó chụp được nó nóng, giật liền. Happy birthday. Nè. Đó, bóc thấy không? Đưa là chụp liền. Nè. Đó, thấy chưa? Nè. Đó, thấy không? Bóc thấy không? Ê, đưa cho miệng nha. Bóc là đưa cho miệng liền à. Nè. Chưa có bóc dính cái tay mà. Nè. Đó, bóc dính cái tay rồi đó, đưa cho miệng. Chi. Lát la làng giờ không cho cặp hồi la làng giờ. Cái gì đó cô chủ nhỏ cô chủ nhỏ đòi nợ gì nợ sữa nợ tiền nợ gì hả cô chủ ơi cô chủ nhỏ của tôi ơi
cô chủ đòi nợ gì đó, cô chủ lủi lủi kiếm gì đó, cô chủ ơi. Cô chủ nhỏ của tôi ơi. Ba ba ra 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 ra. Nãy giờ nó lủi lủi, nó lủi lủi gì nè, nó lủi gì nè, đó nó lủi gì nè. Đó lủi. Đó lủi. Tụ xuống dưới luôn rồi. Hả? 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 Mệt chưa? Mệt chưa? Đó, bữa nay ngóc đầu cao chưa cô chú? Đó. Nằm trên người mà ngóc cao vậy đó. Ngóc nằm trên người mà ngóc cao vậy đó. Hả? Hả? Ừ, bởi vì ngóc cao kiểu này nè mới giật cái vú mới đã nè. Giật cái vú mới đứt được chứ, còn chưa có ngóc được là đâu có giật cái vú ra được. Đó, thấy không? Thấy thấy ngóc đầu cao chưa? Ừ, bởi vì nó nằm đó nó kéo ra cái cỏ đó vậy đó nó kéo ra được vậy đó. Đó cỏ đó đó vậy đó vậy đó có đứa quậy ê, có đứa quậy ngủ ê, có đứa buồn ngủ nó quậy ngủ đó, nó quậy ngủ vậy đó, nó quậy ngủ nè, đó cái đầu thì lủi lủi, cái tay thì quơ quơ nắm vậy vậy. Chết lên rồi, người ngủ đi cô chú ơi. Giờ tới làm nhiệm vụ rồi đây nè, bữa nay có chủ nợ nè cô chú nè. Có cô chủ nợ nè đó, cô chủ nợ nhỏ nè đó đó, thấy không? Cái tay quê vậy đó, quê chừng nào mà nghỉ bú thì thôi nha. Đó. Quê nắm níu đó, đó đó vậy đó. Không gì biết, nó giống như đòi nợ vậy đó, đó. Cái đầu chọc, cái đầu chưa có tóc. Nãy giờ đâu có ngưng đâu, cái tay nãy giờ không ngưng luôn đó, cái tay nãy giờ không ngưng luôn đó. Y chang như đồi nợ không, y hệt luôn. Hồi tối hôm qua trước khi em đi ngủ thì em có bật cái này lên em sấy nè mọi người. Giờ sáng xuống kiểm tra nè, thì nó quéo nó bấm lại hết rồi. Tại vì á bây giờ mình muốn làm cái dưa món là mấy cái này chưa khô, để lát mình lựa mấy cái này mình bỏ ra. Mình muốn làm dưa món mà ở bên đây mình phơi khô á thì nó không có đủ nắng mọi người. Cái mùa này nó không có đủ nắng để mình phơi. Cái nắng của nó nhẹ lắm, cho nên mình phơi nó không có khô. Đây nè, mấy cái này còn ướt mà. Đó, nắng nó nhẹ lắm, không có đủ khô để cho mình làm dưa. Cái xong cái em mới cái ông chồng em nói là tại sao em có cái máy sấy mà em không làm. Cái em sực nhớ ra đúng rồi ha. Em mới nói là đúng rồi ha. Mình có cái máy sấy này á hả? Mình sấy khô xong cái mình làm nó sạch sẽ mà nó không có bị ruồi bu nữa. Vậy mọi người biết không, em phơi cái cải này không á, vậy mà con ruồi nó cũng bu nữa nha mọi người. Con ruồi nó bu vô á, nó ăn, không biết nó ăn hay nó địch hay nó làm gì cũng biết, mình cũng chẳng biết nữa. Cái mà nhìn nó bu nhiều lắm, ghê lắm. Cái, đó bữa nay năm nay mình lo cái này ra mình làm. Cái hồi năm rồi là mình làm thất bại rồi, mình phơi cái nó bị thất bại rồi, cái mình lười luôn, mình không làm nữa, mình bỏ luôn. Năm rồi cũng không có ăn nhiều món như miếu gì hết, năm nay làm lại nè mọi người. Đó, qua mua một củ cải cà rốt, ủa lộn, cái củ cải trắng nè đó, rồi củ cải trắng cắt ra nhiêu đây thôi, tại mình cũng không làm nhiều, làm ít ít vậy thôi, rồi ăn hết rồi làm nữa. Tại vì
ở bên đây á, mà làm ngay cái mùa nắng á, là cái mùa không phải Tết, mà cái mùa Tết thì nó không đủ nắng, nó ác nghiệt vậy đó, mới ghê chứ. Đó. Rồi một lát em sẽ bỏ vô keo, bắt đầu em nấu nước nước mắm đường, nấu nước mắm bắt đầu nhận vô keo nha. Một lát em sẽ cắt mấy cái này bỏ, cắt mấy cái phần mà chưa khô bỏ, để nó chưa khô, nó còn nước á, thì nó sẽ dễ bị móc mọi người. Trời ơi, nguyên củ cà rốt mà còn có cỡ nắm này chắc làm hủng như xíu xíu quá. Em còn một củ kìa, nhưng mà thôi làm như đây thôi, ăn hết rồi làm nữa. Đây em mới làm một cái dưa món của em xong rồi mọi người đó. Bây giờ còn đợi cái thằng này nó nguội nữa là sẽ đổ vô đây. Em có một cái hũ này với một cái này là hai món này, rau để ăn hủ tiếu hôm nay nè, nãy giờ đó bụng ăn rồi à, giờ đang làm đồ ăn, chiều nay ăn thịt nướng.